Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ hai, ngày 15 tháng 1 có những nội dung đáng chú ý. Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15. Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên họp triển khai nhiệm vụ. Đảm bảo tiến độ thi công đường Tân Phúc Võng Phan. Huyện Văn Giang tập trung xây dựng khu tái định cư đất ở để giải phóng mặt bằng xây dựng đường vành đai 4. Sáng nay, tại nhà Quốc hội, kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể, quyết định 4 nội dung quan trọng, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên khai mạc. Kính thưa đồng chí, phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định những nội dung quan trọng về dự án luật đất đai sửa đổi, về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện nghị quyết về giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ 6, xem xét cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng cấp thiết về tài chính ngân sách. Kỳ họp diễn ra trong những ngày đầu năm mới 2024, năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và định hướng đại hội 14 của Đảng. Những nội dung được Quốc hội quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ chiến lược lâu dài. Phát biểu tham gia góp ý vào báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Đại Thắng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu xem xét cho đơn vị sự nghiệp công lập được chuyển góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê theo hướng quy định chi tiết điều kiện góp vốn để tạo điều kiện và giảm áp lực về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các đơn vị công lập tự chủ, đề nghị bổ sung vào khoản 1 điều 85 nội dung sau: trường hợp không liên lạc được với người có đất thu hồi thì thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, nghiên cứu rõ trong điều 91 nguyên tắc, việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, và nghiên cứu sửa đổi khoản 2 điều 91 theo hướng chỉ bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi khi địa phương không có đất có cùng mục đích sử dụng. Chiều nay, Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 tổ chức họp triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Theo kế hoạch, phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, tỉnh Hưng Yên không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp, có 35 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, gồm 3 phường, 1 thị trấn, 31 xã. Trong đó, có 10 đơn vị đặc thù đề nghị không sắp xếp và thực hiện sắp xếp 25 đơn vị hành chính. Khi thực hiện sắp xếp 25 đơn vị hành chính này, tác động tới 17 đơn vị hành chính liền kề, tổng 42 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, tỉnh Hưng Yên còn lại 139 đơn vị hành chính cấp xã. Chúng ta có 4 đơn vị hành chính hiện nay đang nông thôn phải chứng minh là đã được quy hoạch đô thị. Thứ nhất là xã Hoàng Hanh, thứ hai là xã Bảo Khê, thứ ba là xã Hùng Cường và thứ tư là xã Hưng Long của Mỹ Hà. Hiện nay thì các cái phương án quy hoạch chung các đồng chí đã có và chúng ta đã có định hướng phát triển tất cả các đơn vị hành chính này lên đô thị. Những cái đồ án quy hoạch cụ thể bằng văn bản quyết định thì chưa có. Chậm nhất là 30 năm mà 4 xã này không có cái quyết định phê duyệt cái đồ án quy hoạch là đơn vị hành chính nông thôn lên đô thị thì sẽ phải tổ chức sắp xếp. Và 4 xã đơn vị này sắp xếp thì đương nhiên nó liên quan đến 4 đơn vị hành chính liền kề, tức là 8 đơn vị.
Thế nên là phải cố gắng và kiên quyết bảo vệ phương án này. Các đại biểu thảo luận tập trung vào việc điều chỉnh quy hoạch đô thị và phân loại đô thị, những vướng mắc trong thực hiện phạm vi điều chỉnh tổng thể quy hoạch các xã khu vực nông thôn vào đô thị, việc hỗ trợ các địa phương về cơ chế chính sách hướng dẫn thực hiện từng bước theo đúng quy trình. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là việc khó, nhạy cảm, tác động sâu đến nhiều lĩnh vực. Vì vậy, đề nghị các thành viên ban chỉ đạo tập trung theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo ban chỉ đạo những khó khăn vướng mắc để tháo gỡ. Yêu cầu đến ngày 30 tháng 5 năm 2024, các địa phương có quy hoạch đô thị phải thực hiện xong phương án quy hoạch đô thị. Do thời gian thực hiện không còn nhiều, nên các địa phương đơn vị phải thực hiện song hành từng các nhiệm vụ cụ thể. Còn nếu các đồng chí, đây là chúng ta xây dựng cái phương án này là vì cái chung. Cũng vì cái phương án này chúng tôi đã phải bảo vệ cái phương án này đối với cả lãnh đạo của Bộ Nội vụ để họ chấp thuận với cái này và cho chúng ta giải trình làm rõ những nội dung có liên quan. Chúng tôi yêu cầu các đơn vị địa phương về rà soát cái nội dung mình phải thực hiện và đề nghị là các đồng chí là khi chúng ta thực hiện thì chúng ta cũng làm theo phương pháp là song hành tất cả các nội dung, không để xong khâu này chúng ta chờ khâu khác, cái này chúng ta phải vừa làm vừa đồng hành tất cả các khâu. Các đơn vị như là Mỹ Hào, như là thành phố là các đồng chí phải điều chỉnh phương án tổng thể. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, đồng thời với việc chuẩn bị phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, các địa phương cần có phương án sắp xếp về tài sản, tính toán nhân sự sau sắp xếp. Đề án chi tiết phải đảm bảo phương án sắp xếp tài sản, sắp xếp nhân sự. Các địa phương chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, về quyền nghĩa vụ tham gia ý kiến vào đề án sắp xếp nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình triển khai thực hiện. Chiều nay, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Năm 2023, Đảng ủy Công an tỉnh, lãnh đạo các đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh toàn diện, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng trong giữ gìn ổn định an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Năm 2024, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát, cũng như nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an và các văn bản có liên quan, đấu tranh chấn áp mạnh các loại tội phạm, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn, trước mắt là đảm bảo tốt an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao công tác phối hợp, xác định nội dung, thời gian, thời lượng tuyên truyền năm 2024. Năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương và tỉnh, xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, đảm bảo phản ánh toàn diện kịp thời hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi kinh nghiệm cách làm hay hiệu quả, thống nhất một số nội dung trọng tâm trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2024. Trong đó, tập trung tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, kỷ niệm truyền thống 77 năm của lực lượng vũ trang tỉnh và 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách quốc phòng, chính sách hậu phương quân đội, công tác phòng chống thiên tai, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Là địa phương có số công dân đi làm ăn xa quê lớn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đảm bảo công tác tuyển quân diễn ra công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật. Những năm qua, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn những thanh niên ưu tú nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Xã Hồng Quang
hiện có 202 công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó phát lệnh khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 là 27 thanh niên. Tỷ lệ khám tuyển của xã Hồng Quang đạt 100%, không có trường hợp bị xử phạt hành chính do trốn khám tuyển. Qua các lần khám tuyển, có 22 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thực hiện đúng phương châm, tuyển người nào chắc người đó, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật, xã Hồng Quang luôn đảm bảo chỉ tiêu tân binh được giao. 3 năm liên tiếp, từ năm 2021 đến năm 2023, xã Hồng Quang giao quân vượt chỉ tiêu. Không chỉ vậy, có nhiều thanh niên là sinh viên các trường cao đẳng đại học hoặc đang có việc làm thu nhập ổn định nhưng vẫn xung phong nhập ngũ. Tất cả mọi công dân trong độ tuổi đều phải thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Đấy là nguyên tắc của địa phương, thân nhân của cán bộ, đảng viên tuyên truyền là đầu tiên. Chính vì vậy là có một số nam thanh niên đi làm ăn xa, đặc biệt là trong miền Nam cũng trở về tham gia nghĩa vụ quân sự. Là đảng bộ cơ sở lớn với 335 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, đảng bộ xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ. Năm 2023, đảng bộ xã là một trong 5 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền giai đoạn 2019-2023. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng bộ thành phố và căn cứ tình hình thực tế của địa phương, hàng năm Đảng bộ xã Quảng Châu xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể, nhất là trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội, nỗ lực đưa xã Quảng Châu phấn đấu lên phường trước năm 2025. Riêng trong năm 2023, Đảng bộ xã phát triển được 6 đảng viên mới, tập trung lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, quy hoạch trồng cây nhãn đặc sản, cây có múi theo hướng Việt Gáp, mở rộng các diện tích trồng đào cảnh cho giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh các ngành nghề dịch vụ thương mại, nhất là khu vực chợ dầu, thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt trên 75 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,24%, thấp hơn nhiều mức bình quân chung của toàn thành phố và toàn tỉnh. Đặc biệt, chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận thống nhất trong phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông, giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công các công trình dự án. Sự quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo, sự đoàn kết thống nhất của Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân và cũng như là đối với các cấp ủy các chi bộ thì trong công tác giải phóng mặt bằng đến nay cơ bản đảm bảo người dân đồng thuận. Các tuyến đường từ 3 đến 4 mét đến nay chúng tôi mở rộng hầu như từ 7 đến 9 mét. Đồng bộ cái phát triển kinh tế thì đường giao thông là phải khang trang. Không chỉ Đảng bộ xã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen, năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Quảng Châu cũng được bình xét là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng cờ. Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, với tổng chiều dài 29,2 km, số vốn đầu tư 2.900 tỷ đồng. Xác định khối lượng công việc lớn, thời gian thi công ngắn, nên ngay khi bắt tay vào triển khai, các sở, ban ngành địa phương cùng nhà thầu đã tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo khối lượng theo kế hoạch. 4 mũi thi công cho cả tuyến chính và tuyến nhánh cùng hơn 40 đầu máy trang thiết bị và đội ngũ hơn 100 kỹ sư công nhân người lao động là những con số mà nhà thầu này đã huy động ngay từ những ngày đầu khởi công công trình. Và để đảm bảo cho chất lượng, đời sống công nhân người lao động cũng như là tiến độ thi công, nhà thầu cũng đã bố trí xây dựng một khu nhà ở ngay tại công trường để đảm bảo rằng thời gian thi công 3K4 kíp xuyên ngày đêm. Hiện tại thì nhà thầu Lý Gen đang đào hữu cơ, đắp cát, trải vải địa, đóng cọc tre thì các công tác được triển khai đồng bộ ở các cái vị trí. Thì nhà thầu đang quyết tâm để đẩy nhanh tiến độ trong cái thời gian nước rút của cuối năm này. Mặt bằng đến đâu, thi công đến đó. Vì vậy, có những đoạn tuyến có mặt bằng gián đoạn, khó khăn trong đi lại, vận chuyển vật liệu, nên đơn vị cũng đã chủ động thuê đất để làm đường chở vật liệu vào công trường. Trong tổng số 12 km đường do công ty Ligen phụ trách, đơn vị làm mới 5 tuyến đường ở các mũi thi công, qua đó tiến độ thi công không bị gián đoạn. Nhà thầu đã phối hợp với tư vấn giám sát kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào, kiểm tra các mỏ vật liệu, kiểm tra các nhà cung cấp bê tông, phấn đấu đến một mục tiêu đó là đảm bảo chất lượng, đảm bảo tiến độ. Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan được triển khai thi công từ ngày 30 tháng 11 năm 2023. Ngay sau khi ký hợp đồng, các nhà thầu đã huy động nhân sự, tập kết máy móc, thiết bị và vật tư triển khai thi công đồng bộ ở 7 mũi, gồm cả tuyến chính và tuyến nhánh. Hiện các mũi thi công đang tập trung bố trí máy móc thực hiện đào hữu cơ, giải vải điện ngăn cách, đóng cọc tre, đắp cát nền đường. Khối lượng vật liệu mỗi ngày di chuyển vào các mũi thi công lên đến hàng nghìn tấn. Tuy nhiên,
việc vận chuyển và nguồn vật liệu khan hiếm cũng khiến cho một số nhà thầu phải khắc phục bằng nhiều hình thức để đảm bảo tiến độ thi công. Trong quá trình thi công thì là đường tiếp cận vào từ quốc lộ 38 vào trong công trường khoảng độ 700 m, nhưng mà vì là đường liên xã cho nên là dân và chính quyền là không đồng thuận, đơn vị thi công rất khó khăn trong cái việc mà chở vật liệu mà cát đá vào công trường. Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư đối với các diện tích đất thổ cư, di chuyển mồ mả nghĩa trang. Đến nay, diện tích đã thu hồi của dự án và bàn giao cho chủ đầu tư là 120 ha trên tổng số 175 ha, đạt 68,4%, di chuyển được 203 trên 1.072 ngôi mộ. Đến nay chúng tôi cũng đã hoàn thành 99% giải phóng mặt bằng về đất nông nghiệp. Còn cái đất thổ cư của nhân dân và để tái định cư thì chúng tôi đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ. Mặc dù dự án đường Tân Phúc Võng Phan mới bắt tay vào triển khai trong thời gian ngắn, song nhờ sự nỗ lực của các nhà thầu, sự phối hợp của các sở ngành và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị đã mang lại những kết quả khả quan, với khối lượng hoàn thành đang tăng lên từng ngày, hướng đến mục tiêu chung tuyến đường sớm đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của các địa phương nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Cùng với đẩy nhanh tiến độ di chuyển các phần mộ, huyện Văn Giang đang tập trung cao trong việc xây dựng các khu tái định cư đối với diện tích đất ở để giải phóng mặt bằng xây dựng đường vành đai 4. Ngoài việc tiếp tục hoàn thiện thẩm định, phê duyệt và chi trả theo quy định khu tái định cư Nhạn Tháp, đến thời điểm này, huyện Văn Giang cơ bản thực hiện xong giải phóng mặt bằng 6 khu tái định cư để giải phóng mặt bằng diện tích đất ở nằm trong phạm vi dự án đường vành đai 4, đã lựa chọn xong nhà thầu thi công 6 trên 6 khu tái định cư để triển khai theo quy định. Dự kiến đến ngày 20 tháng 1 sẽ hoàn thiện hồ sơ giao đất và triển khai thi công, xây dựng kết cấu hạ tầng các khu tái định cư đã có mặt bằng sạch. Thống kê, huyện Văn Giang có tổng số thửa đất ở nằm trong phạm vi đường vành đai 4 bị thu hồi là 501 thửa. Đến nay, đã kiểm kê xong tài sản nhà ở vật kiến trúc được 496 trên 501 thửa, đã lập dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ 345 thửa, đạt gần 70%. Mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt là xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên số, giúp nâng cao tính chính xác, hiện đại, thuận tiện, nhanh chóng trong giao dịch mua bán, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại điện tử. Hiện huyện Kim Động đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhằm tạo bước chuyển mới về chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh, thuận tiện cho người dân. Thay vì lo giữ kè kè ví tiền mỗi lần đi chợ mua sắm như trước đây, giờ chị Nguyễn Thị Thủy ở thôn 2, xã Đức Hợp chỉ cần mang theo điện thoại có kết nối Internet, bởi hầu hết các cửa hàng trên địa bàn đã được trang bị mã thanh toán QR hoặc số tài khoản ngân hàng ví điện tử, để người dân có thể dễ dàng thanh toán không tiền mặt một cách nhanh chóng, an toàn và bảo mật. Việc chuyển tiền qua tài khoản không mất thời gian chờ đợi và không lo tiền giả, an toàn cho cả người tiêu dùng và hộ kinh doanh. Về mô hình này thì tôi thấy là rất là hữu ích và tiện lợi cho người dân, mỗi khi là những các bà mẹ bỉm sữa hay quên ạ, là hay không mang tiền. Thói quen tiện ích này cũng đã được thực hiện tại chợ Hang, xã Thọ Vinh. Người mua hàng chỉ cần chọn sản phẩm, sau đó dùng điện thoại thông minh quét mã để thanh toán thay cho phương thức sử dụng tiền mặt như trước đây. Hình thức này vừa nhanh chóng, vừa thuận tiện và có tính an toàn cao, giúp người dân có thể thoải mái đi chợ mà không còn những trở ngại như mang theo tiền lẻ, tính tiền thừa. Tại đây, các tiểu thương cũng thực hiện thanh toán các loại phí dịch vụ sử dụng tại chợ và thực hiện các hoạt động mua bán với nhau bằng thanh toán số. Hầu như bây giờ là khách hàng đều là thanh toán qua thẻ, quét mã, rất là tiện lợi mà bọn em không bị nhầm lẫn tiền nong gì tất cả. Ủy ban xã cũng đã phối hợp với đơn vị Viettel trực tiếp là tới từng người dân và vào tất cả những khu chợ cũng như là các cửa hàng buôn bán ở địa phương là sẽ hướng dẫn là kích hoạt tài khoản và mở tài khoản. Mô hình chợ 4.0 tại huyện Kim Động đã phát huy hiệu quả tích cực tại nhiều chợ, các cửa hàng lớn của huyện, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số theo mục tiêu chương trình chuyển đổi số trên địa bàn. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, vừa qua, các bạn sinh viên trường Đại học Thương mại đã mang đến một không khí ấm áp cho trẻ em mồ côi, người khuyết tật và người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Hưng Yên. Tại đây, trong hai ngày,
trên 100 bạn sinh viên tình nguyện trường Đại học Thương mại với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ đã tham gia các hoạt động tình nguyện tại trung tâm như dọn dẹp vệ sinh khuôn viên, thu gom rác thải nhổ cỏ, phụ giúp bếp ăn tập thể gói bánh chưng, tổ chức thăm hỏi động viên và giao lưu văn nghệ với những người khuyết tật, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động tình nguyện của các bạn sinh viên cùng lãnh đạo cán bộ tại trung tâm bảo trợ xã hội và công tác xã hội tỉnh đã tạo được không khí vui tươi phấn khởi, thể hiện sự quan tâm chăm sóc về đời sống tinh thần đối với những người yếu thế, tạo nên tiếng cười xua tan cái lạnh cuối đông, làm ấm lòng những mảnh đời neo đơn, chịu cảnh thiệt thòi. Với một mong muốn là sẽ đem tới một cái Tết ấm no, đủ đầy cũng như là tràn đầy hạnh phúc tới các cụ và các em nhỏ tại trung tâm bảo trợ xã hội và công tác xã hội Hưng Yên, thì bọn em cũng chỉ mang một cái tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ và cái sức trẻ của mình để có góp phần nào cho các cụ và các em có một cái tinh thần phấn khởi hơn. Hiện tại, Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác Xã hội tỉnh đang nuôi dưỡng 105 đối tượng, trong đó 5 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 45 người cao tuổi cô đơn, 55 người khuyết tật. Đây là những người có hoàn cảnh đặc biệt éo le. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.